Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Tướng Việt Trung. Hôm nay em xin chia sẻ anh chị hai trận cờ hay của một gái hiểu của Lam. Trận này diễn ra sáng nay, ngày 26 tháng 3 2024. Mời anh chị xem trận đầu tiên. Hiểu Lam cầm đen thủ hậu gặp đại sư Diệu Kim Thành cầm đỏ đen tiên, mà anh chị thưởng thức.将军。将军。
将军。将军。将军。将军。将军。将军。
将军。将军。将军。将军。
chơi đến đây hết quân, Triệu Kim Thành cũng cần nhận thua, mời anh chị xem ván thứ hai. Hiểu Lam cầm đỏ đi tiên gặp Lữ Khâm cầm đen thủ hậu, mà anh chị thưởng thức.将军。
将军。将军。将军。将军。
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。
将军。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 chơi đến đây mất xe hết quân, Lữ Khâm buông cờ nhận thua. Video của em cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn anh chị đã xem video. Nếu anh chị thích, anh chị nhớ bấm đăng ký, bấm chuông. Em sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ anh chị. Xin cảm ơn anh chị, xin chào anh chị ở đây, hẹn gặp anh chị ở video sau.